kìa. Mọi người biết không, hôm nay mình dậy từ rất là sớm. Xong rồi á, bây giờ mình ngồi, mình make up, mình soi gương thì mình mới phát hiện ra một điều. Mọi người có biết là điều gì không? Đấy chính là tóc của mình đã ra chân đen rồi đây này. Mọi người nhìn thấy không? Là nhiều chân đen luôn. Mà tính của mình một khi tóc mà đã ra chân đen thì chứng tỏ là tóc nó đã rất xấu rồi. Thế nên là bây giờ mình đã không biết là phải làm kiểu tóc gì hoặc nhuộm màu tóc gì tiếp theo. Tại vì hình như là bảng màu mình đã nhuộm gần hết rồi. Thế nên là mọi người hãy ngó vào bảng màu đi, xem là có màu gì nó phù hợp với mình, trông nó kiểu độc đáo mới lạ. Ôi mọi người ơi, nhìn này. Mọi người thấy chưa? Ui, nhìn xa xa kìa. Vòi rồng. Ui, quái vật xuất hiện. Ôi, mây ùn ùn kéo đến luôn. Dã man ạ, mới sáng này ra. Ôi ôi, kinh khủng chưa? Bên này thì trời vẫn sáng này, vẫn nắng này. Bên này thì mây đen ùn ùn kéo đến này. Ui, mọi người nghe tiếng gió chưa? Thôi mình phải đóng cửa vào đây. Ui dồi ôi, không gãy cửa mất. Đáng sợ vậy. Gió bão mầm luôn. Đấy, nhìn chưa? Mà kệ đi, tiếp tục vào vấn đề chính. Mọi người xem là có cái màu tóc mà nó mới lạ, nó độc đáo, hoặc là nó mix màu này với màu kia mà trông nó kiểu mới mẻ một tí, thì mọi người nhớ comment bên dưới nhá. Mi sẽ xem là cái màu nào nó độc đáo một tí mà nó phù hợp với Mi sẽ làm cái màu đấy. Ok không? Và ngày hôm nay ấy, Mi dậy từ rất sớm. Mọi người biết để làm gì không? Tại vì hôm nay Mi sẽ phải ra Umisoft để chụp ảnh hàng mới về. Mà như con chó lều nó vẫn chưa dậy, phải đi gọi nó dậy thôi, không là nó ngủ tận trưa mất. Ê, mèo. Hey. Đây là con nước của mèo, cho mượn cái nhá. Mượn tí chả nhá. Nope. Áo gấu rồi em. Gấu. Đấy, hôm nay mọi người sẽ được gọi là xem một ngày chụp hình cho homie của chúng mình. Tháng nào chúng mình cũng phải chụp, gọi là chụp hình hàng mới về để mọi người có cái để mọi người mua hàng đúng không? Để nhìn cho nó giống thật. Người ta gọi là ảnh thật của shop. Ảnh thật. Tại vì mình biết là rất nhiều người là mua hàng là hay có câu hỏi shop ơi gửi cho mình ảnh thật. Thì đây, chúng mình sẽ giúp cho mọi người nhìn thấy ảnh thật của những chiếc áo, những chiếc quần, những sản phẩm của chúng mình bán. Đang có hàng mới về nhiều lắm, đẹp lắm. Rất là nhiều. Thì nữa mình sau khi chụp xong chắc mình cũng phải tự shopping vài bộ. Đây, mình cũng mặc trên người một chiếc áo gấu. Đấy, gấu đen, gấu trắng. Thế này là mọi người có thể dùng làm đồ đôi. À đây, homie có cái áo mà nó gắn cả con gấu lên áo luôn. Đây này, em thích áo này cực anh ạ. Cái áo này, cái gấu này có thể gắn lên khắp nơi luôn. Tháo là gắn, thích gắn đầu gắn. Người ta gọi là... Cái gì? Đừng lo không có gấu, vì homie đã có gấu cho bạn. Đẹp chưa anh em? Đẹp chưa? Hàng thật nha. Ảnh thật. Đây, người thật. Ảnh thật. Đây, mọi người thấy này. Hàng mới rất nhiều. Đây, hàng mới đây. Mi không hàng mới. Đấy, bọn mình đang cố gắng chụp cho mọi người thấy là sản phẩm nó thật đến mức nào. Biết là từ nãy mình chụp ảnh nó bao lâu rồi không? 4-5 tiếng đồng hồ rồi đấy, vẫn chưa xong đấy. Mọi người nhìn áo đằng sau lưng mình này. Em quay đằng sau lưng anh cho mọi người coi. Trong đằng trước thì cũng BD đấy, đằng sau còn BD hơn. Đáng yêu chưa? Ôi mình thích cái áo này kinh khủng luôn ấy. Dắt gấu đi chơi. Ok, mọi người biết gì không? Biết gì? Sau khi chụp xong số quần áo này rồi đăng lên cho mọi người coi, thì mình sẽ đưa con lợn Mi đi làm răng. Ok luôn. Mọi người biết con lợn Mi tại sao phải làm răng không? Tí nữa mình cho anh em thấy. Cái răng của con lợn Mi nhìn buồn cười lắm. Anh cười. Đây là lần thứ mấy em làm răng rồi em? Không, không phải tính là lần thứ mấy được mà là lần đầu tiên của hàm dưới. Mình đang đưa Bạch Mi đi làm răng, đi niềng răng. Anh sẽ niềng ở dưới này, anh thấy không? Răng anh nó hơi khớp khiểm, vậy em phải niềng rồi cho nó đều, cười cho nó xinh. Đẹp à? Thì muốn làm đẹp hơn.
Vui không em? Không. Không vui đâu. Chỉ hơi sợ thì thôi. Như là đầu tiên làm răng. Thế thì em phải quen rồi chứ. Không, nhưng mà vẫn sợ. Mặc dù nó không đau, không vuốt thì còn nhưng vẫn sợ. Mình nghe thấy cái tiếng mài này mình cũng thấy ghê rồi. Đây, những cái răng của mình làm là trắng như thế này là của chị làm ấy. Ừ, thấy chưa? Làm bằng chất liệu gì mình cũng không biết. Hình như là làm bằng đất sét hay sao. Nói gì đi em. Đã bắt đầu hiểu cảm giác của những người niềng răng nói là mồm nó cứ vướng vướng. Đâu em nghe nữa thôi. Người ta gọi là con người hướng đến cái đẹp hoàn hảo. Người công nhận không? Thế anh em phải để ý, hết sức để ý với răng miệng nha. Có vấn đề là phải ra nha khoa ngay. Mà không vấn đề cũng ra nha khoa nhá. Thì để xem có vấn đề gì không. Tại vì nhiều khi là tự mình không gọi là biết được vấn đề đâu. Chị cái này phải ăn kiêng gì không? Nói chung là không được cắn xé gì. Em sẽ chỉ sử dụng răng hàm thôi anh ạ. Em sẽ không cắn xé cái gì nữa. Thế không, em không được ăn thịt rồi. Được, em cắt nhỏ. Giống kiểu mèo ấy. Em sẽ cắt nhỏ, băm nhỏ. Đây, thử cửa xem có hở không. Vẫn xinh đúng không? Đấy, mọi người thấy chưa? Xuôi, đỉnh không? Bây giờ ấy, chúng mình bắt đầu di chuyển. Tiếp tục lái xe 3.500m. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến một cái chương trình. Mà chương trình này là của một người em của mình. Đó chính là cây ICM. Và mình nghe phong phanh đâu hôm nay là sinh nhật của cây ICM nữa. Đấy. Nhưng mà chắc là mọi người xem được cái video này chắc là nó cũng phải qua sinh nhật của KCM 1-2 ngày rồi. Anh em nếu mà có muốn chúc sinh nhật thì cứ chúc vào comment này cũng vẫn được. Không sao hết, qua ngày rồi vẫn chúc được, đúng không? Cho mọi người xem bộ răng của Bạch My mới làm nào. Rồi, đâu ai biết. Vẫn xinh, không ai biết. Tại vì nó chỉ là hàm dưới ẩn sâu ở bên dưới. Không ai biết. Đấy, vẫn xinh đúng không? Mọi người thấy le am này nào. Rồi, trông có hợp đi quẩy party không? Quẩy lên. Quẩy lên nào. Đi làm răng một bộ, đi quẩy một bộ. Thì đúng là như thế còn gì nữa. Nhà không có gì ngoài quần áo đúng không? Mọi người có biết ý, là với con gái thậm chí là một ngày 10 bộ, 10 layout khác nhau. Miễn là phải đẹp, phải phù hợp với hoàn cảnh đúng không? Con gái mà, gọi là có quyền làm điệu, có quyền làm đẹp à. Nên là kể cả một ngày 10 bộ, Oskela luôn nha. Đây mọi người nhìn thấy đồ, đồ trên người mình mặc đây. Là mình vừa nhảy của homie đi đấy. Ai gọi nhảy. Mình vừa lấy một bộ của homie đi, mọi người nhìn em. Quần mặt cười nhá. Lúc nào cũng phải vui vẻ nhá. Nên là phải mặc cái quần mặt cười này. Ui mưa rồi. Mọi người nhìn ở trên này bầu trời đẹp cực. Hay mọi người nhìn trên này. Nhìn lên cửa sổ trời thấy bầu trời đẹp không? Ôi, hôm nay trời ơi đẹp, mặc dù đang mưa nhưng trời vẫn rất đẹp. Trời xanh mây trắng. Tí tách mưa. Mọi người biết điều gì không? Lê Hùng mặc quần áo nhưng chưa vứt tát. Ê, còn nguyên tát homie là như thế không? Anh để cho mới hả anh? Để cho người ta biết là quần mới đúng không? Đấy, đấy. Homie á, còn cái tát nữa. Một món quà mà sinh nhật cây ICM tặng chúng mình. Xem đây trong là gì. Wow. Trên này
Ly có in hình của cây ASEAN và đây là bé thỏ của cây ASEAN. Mình nhớ không nhầm, đây là bông. Ly này mà để uống cà phê thì tuyệt vời luôn. Nó chọn đây.